Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, gọi tắt là FDA, vừa trả lại 20 container điều của Việt Nam do phát hiện nhiễm khuẩn và vi phạm an toàn thực phẩm. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, thì vấn đề này chủ yếu xuất phát từ các cơ sở sản xuất điều không đạt chuẩn. Nhưng vấn đề là ngành điều với lịch sử trên 20 năm qua vẫn chưa có quy định thế nào là đạt chuẩn. Theo thông báo của Hiệp hội Điều Việt Nam, gọi tắt là Vinacast, trong tháng 6 vừa qua, FDA vừa trả một lô hàng lên đến 20 container điều về Việt Nam. Nguyên nhân là do cơ quan kiểm soát của Mỹ đã phát hiện số hàng này vi phạm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của Mỹ. Trong đó, nguy hiểm nhất là nhiễm hai loại vi khuẩn Salmonella và E. coli. Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Vinacast cho biết, đây không phải là câu chuyện quá bất ngờ, vì nếu tính từ năm 2009 đến nay, đã có 9 doanh nghiệp bị trả hàng về với lý do tương tự. Tình hình này nó không phải là một cái chuyện nó bất thường, mà nó từ trước đến nay cũng đã rất là nhiều năm nay rồi. Thì mọi người là cũng đã biết rằng ấy là cũng hiểu rằng ấy là hạt điều là một cái loại thực phẩm cao cấp, mặc dù là nó là thực phẩm khô thôi, và thậm chí là mình cũng xuất cái nhân sơ chế là chủ yếu. Tôi cho đây là những cái thị trường nó đang có một cái dấu hiệu là chỉ ra rằng ấy là cái xuất khẩu hạt điều nói chung và cái hàng nông sản khác nói riêng hiện nay là khách hàng thị trường người ta rất quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Tạ Quang Huyên, giám đốc công ty Hoàng Sơn 1, một trong những doanh nghiệp đứng đầu về sản lượng xuất khẩu của Vinacast, phỏng đoán lô hàng này có thể xuất phát từ các cơ sở chế biến nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, vi khuẩn từ chim chóc hoặc là các loại động vật khác có thể lây nhiễm vào hạt điều trong quá trình sơ chế. Thì hiện bây giờ là dẫn đến cái vấn đề là quá nhiều cơ sở chế biến ra đời. Thật ra đây cũng là cái điều tốt. Tốt ở cái chỗ là nó có cạnh tranh thì có phát triển. Nhưng mà trong cái cạnh tranh thì nó cũng để lại cái mặt trái. Tức là đấy, cái mặt trái chính là cái quy mô của họ quá nhỏ thì cái điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của họ chưa được tốt thì có thể gây thiệt hại cho chính bản thân họ hoặc là gây cho những doanh nghiệp lớn hơn. Mà ví dụ như họ dùng cái sản phẩm đó họ lại bán lại cho các doanh nghiệp lớn. Thì các doanh nghiệp lớn xuất đi thì cuối cùng là nếu mà trong trường hợp bị phát hiện ra những cái nhiễm khuẩn đấy thì hóa ra là cái doanh nghiệp lớn lại phải là người bị hại. Theo số liệu của Cục Chế biến Nông Lâm Sản và Nghề Muối, tính đến năm 2014, cả nước có 465 cơ sở chế biến điều với tổng công suất trên 1,2 triệu tấn hạt một năm. Trong đó có đến 314 cơ sở, tương ứng với 70% doanh nghiệp là các cơ sở chế biến nhỏ. Điều nghịch lý là 70% các cơ sở chế biến nhỏ này chỉ tạo ra được 30% tổng sản lượng điều hàng năm. Số đầu mối quá lớn đã gây ra tình trạng cạnh tranh không công bằng trong ngành điều. Khi thị trường khởi sắc, các doanh nghiệp này tranh nhau nâng giá mua nguyên liệu đầu vào để sản xuất. Đến khi thị trường kém sôi động, các doanh nghiệp này lại tranh nhau bán ra, tạo điều kiện cho đối tác nước ngoài ép giá điều xuất khẩu, gây ảnh hưởng chung đến toàn ngành. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các cơ sở nhỏ này còn là tâm điểm cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngành điều, do hình thức sản xuất chủ yếu là thủ công. Kết quả kiểm tra phân loại các cơ sở chế biến hạt điều cho thấy, tỷ lệ các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đã có sự sụt giảm qua các năm, nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ rất lớn. Đến năm 2014, tỷ lệ này ở mức gần 45%, tương ứng với 119 cơ sở vi phạm trong tổng số 265 cơ sở được kiểm tra. Nếu nói về sản lượng chế biến thì cái doanh nghiệp chế biến lớn đã chiếm 70% rồi, chỉ có 30% cái sản lượng làm ra ấy là của các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mà có cái điều là 30% này ấy là những doanh nghiệp rất nhỏ và siêu nhỏ, cho nên là tính về số cơ sở thì cái số đầu theo số lượng cơ sở thì cũng lại chiếm đến 70% là nhỏ. Thế thì 70% cơ sở chế biến nhỏ ấy là nó sản xuất khoảng 30% sản lượng của ngành điều Việt Nam. Thì hiện nay cái vấn đề là cơ sở nhỏ người ta đầu tư nó không đồng bộ, làm không tốt thì luôn luôn có những nguy cơ về an toàn thực phẩm. Điểm qua một vài ngành nông sản khác, ta có thể thấy tình trạng tương tự. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cơ quan chức năng đã bàn đến nhiều giải pháp nhằm gạt bớt các doanh nghiệp không đủ điều kiện ra khỏi khâu xuất khẩu. Chẳng hạn như là các quy định về hạn chế số đầu mối xuất khẩu gạo hay dự thảo doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải có vùng nguyên liệu. Đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu, ông Tạ Quang Huyên lại cho rằng không nên áp dụng các chính sách tương tự đối với ngành điều. Tuy nhiên, ông ủng hộ việc ban hành các điều kiện cần thiết phải đáp ứng của một doanh nghiệp sản xuất điều. Nếu bảo cấm thì tôi sợ là bị vi phạm luật kinh doanh chắc cũng khó. Nên tôi nghĩ là phải đưa vào những cái chuẩn mực nào đó mà nhà nước hoặc là cục chế biến phải đưa ra những cái chuẩn nào đó để tham mưu cho nhà nước
để ở tất cả các cái nhà máy chế biến để đảm bảo khi mà chế biến thực phẩm xuất khẩu thì phải đảm bảo được ở trong cái tình trạng, có nghĩa là môi trường sạch sẽ để đưa ra những sản phẩm sạch sẽ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ cuối năm 2012, Vinacas đã từng có tờ trình lên chính phủ và các bộ ngành liên quan đến đề án kinh doanh xuất khẩu điều nhân có điều kiện. Theo đó, hiệp hội này đề xuất lấy hạn ngạch xuất khẩu 2.500 tấn một năm làm điều kiện chính một doanh nghiệp được phép xuất khẩu, nhưng đề nghị đó đã không được chấp nhận. Tuy nhiên, đại diện Cục Chế biến Thương mại Nông lâm Thủy sản và Nghề muối thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cơ quan quản lý đang nghiên cứu và có thể ban hành một số bộ tiêu chí khác để đảm bảo tính cạnh tranh trong ngành điều. Với cái điều kiện ngành điều Việt Nam là cái nơi xuất khẩu lớn nhất thế giới, và đặc biệt một cái ngành hàng chủ nghiệp như vậy thì thực sự cũng cần thiết phải có những cái điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu điều. Thì tới đây chúng tôi sẽ nghiên cứu để đề xuất những thủ tục phù hợp. Ví dụ như là xuất khẩu, lâu nay mình là người ta mua là mình bán, mình không hạn chế sản xuất, nhưng mà thực tế này đã xuất khẩu thì phải cơ sở sản xuất phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm đã. Thì hiện nay cái việc đó vừa qua ấy, là vẫn nhiều đơn vị vẫn chưa có giấy chứng nhận cái điều đó và chưa quy định cái điều đó, nhưng người ta vẫn làm. Và đặc biệt là những đơn vị thương mại, người ta mua gom của các cái cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong dân, người ta xuất khẩu thì thực sự cái đó chất lượng nghĩ là bị cảnh báo, nhiều lô hàng là có vấn đề chất lượng là người ta đã trả. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu được 300.000 tấn nhân điều. Nếu tính luôn các sản phẩm điều thành phẩm, thì kim ngạch chung của cả ngành đạt 2,2 tỷ đô la. Đây cũng là năm thứ 9 Việt Nam dẫn đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân.